Xin chào mọi người. Như tiêu đề của video thì mình có một thắc mắc và mình nghĩ là một số bạn cũng cùng câu hỏi như thế. Đó là iPhone 13 mini có phải là phiên bản mini cuối cùng trên dòng iPhone hay không? Và hãy cùng mình tìm hiểu kỹ hơn trong video này nha. Đầu tiên thì chúng ta hãy cùng nhớ lại vào cuối năm 2020 thì Apple cho ra mắt iPhone 12 series với thiết kế hoàn toàn mới. Tất nhiên là về khung viền thôi, còn màn hình thì vẫn là kiểu tai thỏ này. Và thế nhưng nổi bật và ấn tượng nhất đối với mình lúc đó không phải là iPhone 12 Pro Max hay là iPhone 12 mà là iPhone 12 mini. Apple dùng từ mini cho sản phẩm của mình và có thể hiểu ngay được là sản phẩm này sẽ có một thân hình nhỏ gọn và nhẹ nhất trong những dòng iPhone. Đúng là như vậy, thậm chí máy còn nhỏ hơn cả iPhone 6 nếu mà đặt cạnh về kích thước tổng thể. Tượng trưng như đây là một cái phiên bản iPhone hoàn hảo cho người dùng thích cái sự nhỏ gọn và tiện lợi, nhưng mà không. Điểm trừ lớn nhất của dòng máy này đó là pin. Pin quá yếu để có thể sử dụng trong một ngày. Và đây là iPhone 13 mini ra đời. Phiên bản nâng cấp trực tiếp so với iPhone 12 mini, giải quyết được vấn đề pin yếu và được rất là nhiều reviewer công nghệ lẫn người dùng sử dụng đánh giá cao về thời lượng pin của máy. Cụ thể là trong một vài bài test thì máy còn có thời lượng pin mà ngang ngửa so với iPhone 12, rất là ấn tượng. Nói về sản phẩm này một chút thì máy có màn hình là 5,4 inch, tai thỏ lớn hơn một chút vì cái notch làm nhỏ hơn so với iPhone 12 mini. Trọng lượng thì cũng nặng hơn iPhone 12 mini khoảng 5-6 gram gì đó và giúp cho chúng ta có cảm giác chắc tay hơn một chút. iPhone 12 mini thì nó nhẹ quá khiến cho việc sử dụng lâu lâu kiểu không có cảm giác được là đang cầm một cái điện thoại á, và một số người còn vô tình làm rơi cơ. Máy thì vẫn có hệ thống camera giống như iPhone 13 và mang sức mạnh của con chip Apple A15 Bionic mạnh mẽ nhất. Đây có thể nói là một chiếc điện thoại nhỏ nhất và mạnh nhất thời điểm bấy giờ. Tượng trưng những cái điểm cộng trên iPhone 13 mini lần này là sẽ phần nào giúp cho doanh số bán hàng của máy được tốt hơn thì kết quả thực sự là không phải như vậy. Máy khá là hiếm ở thị trường Việt Nam nếu như bạn có ý định tìm mua. Tất nhiên là một số cửa hàng lớn thì vẫn bán thôi, nhưng mà nếu bạn đang cần tìm một chiếc iPhone 13 mini với màu sắc đó, dung lượng đó và phiên bản thị trường đó như kiểu là VNA hay là LLA chẳng hạn thì khá là ít sự lựa chọn. Nhu cầu người dùng không cao khiến cho cửa hàng và thương gia chẳng buồn nhập về mà bán và chứng minh cho việc iPhone 13 mini không thành công mặc cho là những cái cải thiện của nó so với người tiền nhiệm. Bằng chứng thứ hai là các bạn cứ thử tìm mua phụ kiện của iPhone 13 mini trong các cửa hàng hay là thậm chí là Shopee hay là Lazada thì nó cũng khá là khó. Nếu mà tìm được thì giá cũng cao hơn so với cái phụ kiện của iPhone 13 và 13 Pro Max. Nguyên nhân là hàng sẽ không có hoặc là không nhiều. Nếu bạn mua thì shop sẽ phải order lẻ về khiến cho giá thành khá là cao. Vậy thì liệu Apple có tiếp tục làm iPhone 14 mini không? Theo dự đoán của mình là không. Thứ nhất, hình ảnh và thông tin về bộ 4 iPhone 14 series sắp tới không còn phiên bản mini nữa và thay vào đó là các nguồn tin thì cho rằng thế hệ iPhone tiếp theo sẽ có iPhone 14 nè, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro và 14 Pro Max. iPhone 14 mini thì có thể bị thay thế và biến thể bởi iPhone 14 Max dành cho người dùng có nhu cầu sử dụng iPhone có màn hình lớn nhưng mà giá thành không được quá cao. Và rõ ràng là trong 2 năm gần đây, nếu các bạn cần một chiếc iPhone có màn hình lớn hết cỡ thì chỉ có phiên bản Pro Max là sự lựa chọn duy nhất thôi. Và giá của nó lên tới tận 1.100 đô cho phiên bản dung lượng thấp nhất, rất là khó để tiếp cận với một số người. Vậy thì rõ ràng nhu cầu của người dùng đã nói lên tất cả khi không nhiều người quan tâm tới iPhone phiên bản mini và ngược lại, thì đại đa số người dùng thích một chiếc iPhone có màn hình lớn hơn thì Apple không cần phải tiếp tục phát triển dòng mini này làm gì cả. Thế nhưng cũng có một giả thuyết khá hay mà mình muốn chia sẻ đến với các bạn là sự ra mắt của iPhone SE 2022 có thể là tiền đề cho việc Apple thay thế iPhone mini bằng phiên bản SE này. Và mình nghĩ là iPhone SE trong tương lai sẽ lại mang cái thiết kế kiểu không phím vật lý ở mặt trước như những dòng iPhone hiện tại. Còn các bạn nghĩ sao về số phận của iPhone mini thì hãy để lại một bình luận cho mình biết với nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Bye bye!